Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phận trôi nổi, Đào Hồng Lan sắp kết thúc, ngày trao danh phận cho nàng đẹp sắp đến. Từ ngày 15 tháng 7, bà Đào Hồng Lan khi đó là bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm về quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Việc bà Đào Hồng Lan tiếp nhận chiếc ghế nóng do ông Nguyễn Thanh Long để lại là một thử thách rất lớn với bà. Thử thách thứ nhất là ngay trong nội bộ y tế, nơi đây toàn những người có chuyên môn của ngành y nhưng bị một người ngoại đạo nắm đầu sẽ có nhiều cá nhân không phục. Và vụ con rắn ngậm phong bì là một trong những sai sót mang ý đồ đấy. Đấy là chưa nói ông Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã bị bà Đào Hồng Lan hớt mất chức quyền bộ trưởng của ông ta. Hay nói đúng hơn là chính bà Lan là người làm cho ông Đỗ Xuân Tuyên mất cơ hội lên chức bộ trưởng của bộ này. Đây là hình ảnh vào ngày 15 tháng 7, bà Đào Hồng Lan được trao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Thử thách thứ nhì là từ Trung ương, nhiều vụ án ở Bộ Y tế đang được ông Tổng khui nhưng chắc chắn chưa hết. Việc ông Tổng nhắm vào Bộ Y tế mà đánh thì khó có thể nói là bà Hào Đào Hồng Lan có thể đứng vững. Những sai phạm có tính liên hoàn, nếu không diệt thì những sai phạm đó kéo đến thời bà Đào Hồng Lan mới bị lộ thì số phận của bà cũng khó mà hành thông cho được. Thử thách thứ ba, bà là người được ông Phạm Minh Chính đề cử, ông Tổng đánh vào ông Thủ tướng thì thế nào bà Lan cũng khó có thể tránh khỏi sự ảnh hưởng. Chỉ hơn 3 tháng qua, ông Phạm Minh Chính đã giải quyết nhiều thay đổi lớn về vấn đề của Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan thì đủ thấy bà Lan đang thuộc phe nào. Nếu không phải là người cùng phe, ông Thủ tướng không nhiệt tình giải quyết vấn đề cho thuộc hạ đến như thế. Bà Đào Hồng Lan, 51 tuổi, quê Hải Dương, bà là thạc sĩ kinh tế, từng làm phó vụ trưởng vụ bảo hiểm xã hội, văn phòng chính phủ, văn phòng của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, rồi thứ trưởng bộ này trước khi được chỉ định làm, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó bà Lan được bầu vị trí giữ bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan. Đã gần 4 tháng, bà Đào Hồng Lan vẫn chưa thể chính thức làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Nói thẳng ra là bà Lan chưa có danh phận. Vì nguyên tắc bố trí quyền lực trong chính phủ là Thủ tướng giới thiệu Bộ trưởng và Quốc hội thì phải bỏ phiếu thông qua, thì Bộ trưởng mới chính thức được thừa nhận. Vào ngày 3 tháng 10, Hội nghị Trung ương 6 khai mạc và sẽ kéo dài trong một tuần. Sau Hội nghị Trung ương 6 sẽ là kỳ họp Quốc hội, có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng này, khi Quốc hội họp, việc trước tiên là họ sẽ bỏ phiếu thông qua đề xuất của ông Thủ tướng, thì khi đó bà Đào Hồng Lan mới chính thức có danh, có phận tại bộ này. Được biết, Bộ trưởng Bộ Y tế là chiếc ghế rất nóng, rồi đây Bộ Giáo dục và Bộ Y tế là hai bộ tiếp tục bị soi rất kỹ trong thời gian tới, cho đến hiện nay chưa có nữ ủy viên Trung ương Đảng nào vào lò. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tiền nhiệm của bà Đào Hồng Lan, là một nữ bộ trưởng có dính rất nhiều tiêu cực suốt gần hai nhiệm kỳ của bà. Tuy vậy, cho đến nay, bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn sừng sững mà chưa ai làm gì được bà. Theo đánh giá của một số người, bà Đào Hồng Lan có thể sẽ là bộ trưởng khôn ngoan hơn người tiền nhiệm Nguyễn Thanh Long. Bởi bà Lan đang kết nối rất tốt với bà Tiến và có lẽ bà Lan đã tìm được thế lực hậu thuẫn cho bà ngoài thế lực của ông Thủ tướng hiện nay. Đây là hình ảnh sau Hội nghị Trung ương 6 sẽ là kỳ họp Quốc hội của Đảng. Dường như phụ nữ làm chính trị thường ít ảnh hưởng đến trận thư hùng. Không biết nhận xét này có đúng hay không. Đó là điều mà nhiều người ta lý giải cho việc tới nay vẫn chưa có nữ ủy viên Trung ương Đảng nào phải sổ khám. Có thể bà Lan nắm Bộ Y tế thì nguy hiểm ập đến bà không nghiêm trọng như người tiền nhiệm trước đó. Chúng ta hãy cùng chờ thêm. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Thể lên thớt chờ chẫm tổng gọi, thế là người thứ mấy? Ông Nguyễn Văn Thể đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng của Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Ở vị trí của ông Thể, Đinh La Thăng từng tiến công vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, sau khi Đinh La Thăng ngã ngựa, những người kế nhiệm của ông Thăng không thể vào Bộ Chính trị bởi những người từng là thứ trưởng dưới thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng đều ít nhiều dính đến tiêu cực. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin được chia sẻ, từ
từ tháng 7, ông Nguyễn Văn Thể có thể sẽ bị thuyên chuyển về Ban Kinh tế Trung ương để chám vào vị trí của ông Nguyễn Thành Phong, Phó Ban Kinh tế Trung ương, là vị trí mà ông Đinh La Thăng đã từng ngồi trước khi bị sổ khám. Vì thế, cũng có một số bạn đọc có ý kiến cho rằng phế Phó Ban Kinh tế Trung ương không phải cái ghế mà đó là cái thớt để ông Tổng Trọng chuẩn bị chạm những quan chức muốn tham nhũng hoặc đã từng tham nhũng. Câu nhận xét có tính hài hước thật nhưng cũng rất chí lý, bởi ông Nguyễn Thành Phong thì đã bị cho ra khỏi đảng và ông đang đợi hoặc về vườn hoặc vào khám bóc lịch. Như vậy, cái thớt tại Ban Kinh tế Trung ương đang trống và người lên thớt ấy là ông Nguyễn Văn Thể, đương kim Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nguyễn Văn Thể hiện nay không phải là phe ông Tổng mà cũng chẳng phải thân thiết gì với ông Thủ tướng. Hiện nay, ông Thủ tướng cũng muốn ông Thể rời khỏi Bộ Giao thông Vận tải để cánh tay phải của ông chính là Trần Văn Sơn tiếp quản. Ông Phạm Minh Chính đang có rất nhiều dự án của ngành giao thông vận tải kiếm tiền khủng cho các sân sau, nên việc đẩy ông Thể đi cũng hợp với bài toán của ông Thủ tướng. Được biết, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 bị khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức cho thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó có một người đã bị tuyên án sơ thẩm, 3 người bị khởi tố bắt tạm giam. Không biết ông Nguyễn Văn Thể sẽ là người thứ mấy, rất có thể sẽ là người thứ 8 hoặc các thứ hạng khác. Đã về Phó Ban Kinh tế thì không chạy đâu cho khỏi nắng. Vấn đề bị khai trừ khỏi Đảng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể đang chuẩn bị lên thớt. Với cấp ủy viên Bộ Chính trị và những người trong tứ trụ thì ông Tổng vất vả đối phó. Chứ với ủy viên Trung ương Đảng thì việc triệt hạ họ không phải là vấn đề gì khó với ông Tổng. Có người thì nói rằng ông Tổng đốt lò rất bài bản. Có khi ông lựa củi cất vào kho rồi ông mới đốt. Mà nhà kho của ông chữ củi ấy chính là Ban Kinh tế của Trung ương. Ngoài ra còn có một kho dự bị, đó là Ban Tuyên giáo của Trung ương. Một khi Nguyễn Thành Phong đã được đưa ra khỏi kho thì việc ông Nguyễn Văn Thể bị chám vào đó chỉ là vấn đề khi nào ông Trọng sẽ quyết định. Và việc hạ ông Nguyễn Văn Thể cũng là hợp ý dân. Tuy nhiên hạ ông Thể nhưng có dẹp được các bốt bẩn hay không lại là điều mà vấn đề nhiều người dân trong cả nước đang quan tâm. Ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò vì mục đích đấu đá nên nhiều khi bất quan tham cho vào lò. Ông lại không đói hoài gì đến việc khắc phục hậu quả do những quan chức đó gây ra. Đấy là vấn đề nhức nhối hết bao nhiêu năm qua. Cũng mới đây, ông Nguyễn Văn Thể đã cho sống dậy bốt bẩn cài lậy, nhưng cũng không nghe Trung ương nói gì về vấn đề này. Đến thời điểm hiện tại, họ vẫn lơ việc làm này của ông Nguyễn Văn Thể. Đây là hình ảnh, tính đến nay đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng bị khai trừ. Cuộc chiến đốt lò của Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang tiếp tục. Người dân đang chờ ông Trọng đốt thêm bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị sau Đinh La Thăng, chứ người dân giờ như đã lờn thuốc. Ủy viên Trung ương Đảng đầy ra đó, vụ án Việt Á đã dính tới bí thư tỉnh, mà nguồn củi bí thư tỉnh hiện nay thì đang rất nhiều. Việc hạ thêm một ủy viên Trung ương Đảng cấp hàm ngang với bí thư tỉnh ủy không có gì là to tát cả. Mức độ sai phạm của ủy viên Bộ Chính trị còn kinh khủng hơn ủy viên Trung ương Đảng, vì ủy viên Bộ Chính trị có quyền lực lớn hơn và sai phạm của tứ trụ thì sức tàn phá của nó cũng không bằng. Nhưng như luật bất thành văn, tứ trụ không thể sổ khám, thế mới là thất vọng.